Thưa quý vị, sáng nay, quận ủy Hà Châu tổ chức trọng thể lễ trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên lão thành cách mạng Nguyễn Thung, sinh hoạt tại đảng bộ phường Thuận Phước, quận Hà Châu. Đến dự lễ có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết. Ông Nguyễn Thung tham gia cách mạng từ lúc 20 tuổi. Trong quá trình công tác, với sự rèn luyện phấn đấu, ông được kết nạp đảng năm 1947 và được công nhận đảng viên chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 1948. Quá trình tham gia cách mạng, dù ở cương vị nào, ông Nguyễn Thung cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng giao. Sau khi nghỉ hưu, ông tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương và giáo dục con cháu trong gia đình, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân. Nhân kỷ niệm 104 năm cách mạng tháng 10 Nga, ông Nguyễn Thung vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Thung và chúc ông tiếp tục sống vui, sống khỏe với gia đình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao hoa và tặng quà chúc mừng ông Nguyễn Thung. Chúc ông và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển của đất nước.